Đây là nha. Hiện tại thì hôm nay Hồng Nhân cũng đi cùng với tất cả anh chị này cả nhà. Đang sang đang ở quầy mua vé. Đây cả nhà, Sang đang mua vé cho tất cả những anh chị nè. Tí nữa thì vào bên trong. Bữa nay là đi tắm cả nhà, hạ lắm luôn. Wow, cầm vé nhiều dữ à. Chục cái không anh? Chục cái không? Hơn à. Công viên nước. Anh Sang bơi hay dữ luôn anh Sang. Bơi được mấy kiểu anh? Đây cả nhà, đây là tất. Dạ, cảm ơn Sang nha. Trời ơi, được anh Sang cho con vé nè cả nhà. Anh Sang cho con vé. Hai anh em. Có cái mã này vô trỏng quét nè cả nhà. Mã cái mã dạch rồi lát vô trỏng quét nè. Đây mấy anh chị đang đợi chị Lon, chị Ni đến. Tí nữa thì có chị Lon nè, chị Ni nè, anh Linh Tý nè, chị Bích Trâm nè, rất là nhiều người. Hiện tại đây thì chủ mỹ phẩm thì hai anh chị đã đến rồi nè. Chị Ơ, anh Sang và Mộng Cầm. Dễ thương ha. Lát nữa coi mọi người bơi nha cả nhà. Cái khu vực này phải nói là rất là rộng luôn đó nha. Rất là rộng lớn luôn. Rộng lớn luôn. Rộng lớn dữ dội luôn. Ha cả nhà. Rộng luôn. Đây. Nhục sáng. Ở nhà cho em xin tấm hình đi. Sang ơi. Cho em xin tấm hình nha. Tí nó đầy đủ chụp cho đẹp ha. Đây cả nhà. Đó, phải nói là khu du lịch này rất là rộng luôn nè. Cả nhà thấy không? Trời ơi. Đã thiệt. Cái này mà làm tốn rất là nhiều tiền ha cả nhà. Ở đây thì có xe điện luôn cả nhà. Phía xa có xe điện à. Tới rồi anh Sang ơi. Chị Lon tới luôn kìa. Sang, chị Lon đến rồi kìa. Anh Sang ra rước này cả nhà. Mèn ơi. Mèn. Đây. Chị Lon. Chị Lon nè. Với lại xe cái bên là xe của Ninh Tý và chị Bích Trâm nè cả nhà. Bé can luôn. Con kênh bước cái gì con nói đi. Cho mời con cô chú ủng hộ đăng ký con. Bắt đầu mắc cỡ nè. Bắt đầu mắc cỡ nè. Giới thiệu đi con. Nên anh Hải tới. Đây chú đăng đi viết nước nè. Mấy anh đi công viên nước luôn hết hả? Rồi giờ dẫn hết đâu. Dẫn con mớm đi. Ủa chạy vô có chú chạy vô công viên đó có rồi. Chào tí. Trời. Nó xì tin quá trời luôn ta. Giống người Tây quá ha. Quá trời. Màu đầu này nhìn ngầu quá. Alo.
Rồi cả nhà, mấy anh chị này đi tắm. Có rồi. Thì lớn luôn mà. Đi chị lo ngồi trong. Rồi, xe lăn bánh vào bên kia rồi. Hả? Dạ. Dạ thì video cũng khá là dài rồi, thôi nhân cũng xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn.